đáng lẽ đi kèm với một diện mạo lộng lẫy, giấy án sang chảnh và nước hoa thơm nực nồng nên là một phiếu bé ngoan nhờ thường xuyên dọn dẹp nhà cửa. Nhưng như thế có vẻ hơi nhàm chán chăng? Nên hội di sinh nào có chịu vệ sinh phòng ốt bao giờ? Cứ để quần áo chất thành núi, thúi rình rồi bốc mùi lên mới chịu cơ. Hết ngân 98 bị bóc phốt vì thói ăn ở bừa bộn thì mới đây, Hằng Hằng tiếp tục đăng quang ngôi vị miết ở bẩn. Tự tin chia sẻ cuộc sống thật đằng sau màn hình, cư dân mạng được phen nẻ ngửa vì căn phòng cô đang ở lại khủng khiếp chẳng khác nào bãi chiến trường. Căn phòng quá dị ngập ngụa trong núi quần áo. Bạn còn nhớ hay đã quên? Hằng Hằng chính gái xinh Instagram với diện mạo sexy sở hữu hơn 300k follower đó. Càng choáng váng hơn, cô bạn thường xuất hiện với vẻ ngoài lung linh, xinh đẹp miễn chê. Căn phòng mọi khi Hằng Hằng ung lên cũng trong sạch sẽ thế cơ mà. Room tao thế này thì fan cũng xin là chạy xa 8 thước a. Nhìn đâu cũng thấy lộn xộn. Phục sắc đất, ở bẩn được thế này cũng là một tài năng đấy. Một bình luận của cư dân mạng. May là sau clip khoa ở bẩn thì Hằng Hằng đã up date liền một clip dọn phòng sạch sẽ. Hốt gì cơ mà cứ phải đẹp khoa xấu che. Chứ ngoài đường lên đồ tương tất mà về nhà dứt đồ đạc, rác rưởi linh tinh hết lên thì trông có hơi ít em đấy.